cảng GV cho Rider FI. Xin chào các bạn. Đập hộp cảng GV chính hãng cho Rider FI. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp đặt. Rất là dễ luôn. Ở đây mình sẽ có hai cái cảng hai bên, một cái đế và kèm theo là một bộ pad. Chiếc xe này là mình vừa lắp xong. Rất là dễ dàng luôn, cỡ khoảng 10-15 phút. Các bạn ngồi chờ xíu là bên mình sẽ giao xe. Còn đây là bộ pad khi mua về là sẽ có sẵn. Bây giờ mình sẽ tháo hai con ốc của tay dắt ra và thay thế bằng hai con ốc mới. Thì các bạn sẽ cần chêm hai con lông đèn. Hai con lông đèn dày này á, là bên hãng sẽ cho sẵn rồi, các bạn sẽ để bên dưới nhé, để chống bị hỏng cái dàn áo. Đây là lắp xong này. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái pad vào, cái pad sẽ lọt vào cái phần mà có con ren á, có ren ốc vằn á, là mình sẽ quay xuống dưới. Thì sau khi mình lắp xong á, thì các bạn chưa có vằn chặt nhá, các bạn cứ lắp hơ, lắp khoảng 3-4 ren đi, rồi để đó đã. Sau đó mình sẽ tháo ốc gác chân. Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn sẽ tháo luôn cái ốc bô ra, nhưng mà nhớ tí nữa lắp lại nhá, không quên nhá. Bây giờ mình sẽ lấy một con ốc có sẵn, mình sẽ vặn vào vài ren thôi đó. Sau đó mình sẽ lắp cái gạc chân vào. Gạc chân cũng đã được thay thế ốc rồi, các bạn sẽ vặn tay vào. Rồi tiếp theo đừng có quên ốc gạc chân. Đối với bên con lái á, thì dễ hơn nữa, các bạn chỉ cần tháo ốc ra, sau đó là tiếp tục lắp cây ba ga vào. Cái ba ga này là dạng ống, bên trong là rộng nhé các bạn. Cân nặng của một bộ ba ga là khoảng cỡ 4,5 kg. Chúc mình chuyên xin lệ DV, các bạn ở tỉnh á, cần thì mình sẽ ship giao hàng tiết kiệm, giao hàng cỡ 1-4 ngày toàn Việt Nam luôn. Còn các bạn ở gần shop, mà ghé shop thì bên mình sẽ miễn phí lắp đặt. Hôm nay có hai bạn Rider FI tới cùng một lúc. Mình đã gắn cái bê ga kia trước, bây giờ mình sẽ quay cái clip này. Trong hình là đế GVM5M, đế này là của cảng HRV. Tuy nhiên các bạn nào thích đổi sang đế nhôm, đế sắt hay là đế M7M có đèn hậu thì bên mình vẫn hỗ trợ nhé. Các bạn cứ liên hệ shop. Sẽ có 4 con ốc lắp vào cái đế. Các bạn sẽ chêm lông đèn trên và lông đèn dưới rồi siết lại là được. Cái này thì rất là dễ. Mình sẽ tua nhanh cái khúc kiểm tra xe. Sau khi các bạn siết chặt thì sẽ kiểm tra lại bằng tay một lần nữa cho cả con ốc cho ok. Lỡ đi dọc đường, đi đường xa nó rơi mất, đừng quên siết ốc bô nha. Rồi sau khi lắp xong thì mình sẽ kiểm tra lại tay một lần cuối, kiểm tra lại tất cả các con ốc này giờ. Và cuối cùng là các bạn sẽ gắn các cái nút chụp vào cho đẹp. Các cái nút chụp này là có tác dụng để che ốc và trang trí. Hai con ốc mà mình vừa dán keo 502 á, nó hơi lỏng nên các bạn có thể dán keo vào cho chắc, chứ không đi lâu ngày là nó sẽ bị rơi. Sau đó mình sẽ có hai cái nút nhựa bọc hai con ốc ở bên ngoài lại, nhìn rất là đẹp luôn. Nếu như các bạn gắn tay sụp á, bên mình sẽ dán thêm cho hai cái chữ GV màu đỏ, nhìn cho nó ngầu ngầu một tí thôi. Còn bảo hành là bảo hành bằng số điện thoại nhé các bạn. Sụp hỗ trợ sụp toàn quốc, các bạn nào cần thì cứ liên hệ sụp.